Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olmoi.vn. Bài giảng ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các con một khái niệm mới, đó chính là thể tích của một hình. Vậy thể tích là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trước hết, các con hãy cùng quan sát các đồ vật dưới đây, ví dụ như là quả bóng, giá sách, hộp quà, cốc nước, đèn lồng hay là viên xúc sắc chúng đều là những đồ vật hết sức quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta chúng ta thấy rằng những đồ vật này thì đều chiếm một khoảng không gian nhất định và khoảng không gian đó được gọi là thể tích của vật ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thể tích của một hình cụ thể ở đây cô có một bể kính như thế này cô sẽ thêm nước vào bể khi đó nước sẽ dâng gần đầy bể như thế này nhìn hình vẽ chúng ta sẽ thấy rằng nước chiếm một phần không gian trong bể và lượng nước có trong bể này sẽ được gọi là thể tích của nước ta cũng thấy được ngay là nước ở trong bể thì có dạng là hình hộp chữ nhật như vậy lượng nước có trong bể chính là thể tích của hình hộp chữ nhật có kích thước như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra Thể tích của hình chính là lượng không gian mà hình đó chiếm. Cụ thể hơn, bây giờ các con hãy cùng quan sát. Rõ ràng chúng ta thấy rằng lượng nước có trong bể thì được chứa đủ ở trong bể này, thậm chí còn thừa một chút xíu. Như vậy ta suy ra là thể tích của nước sẽ nhỏ hơn thể tích của bể vậy nghĩa là ta hoàn toàn có thể so sánh thể tích của các đồ vật với nhau cụ thể hơn ở đây cô có một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương như thế này cô sẽ đặt hình lập phương vào bên trong hình hộp chữ nhật các con sẽ thấy là hình lập phương nằm hoàn toàn ở bên trong hình hộp chữ nhật này và khi đó chúng ta sẽ nói là hình lập phương sẽ có thể tích nhỏ hơn hình hộp chữ nhật hay nói cách khác thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật và ngược lại, chúng ta sẽ có thể tích hình hộp chữ nhật thì lớn hơn thể tích của hình lập phương. Đó là cách chúng ta sẽ so sánh thể tích của hai hình một cách tương đối thông qua vị trí của chúng. Tiếp theo, tới ví dụ thứ hai Cô có hai hình như thế này, hình A và hình B được tạo thành bởi các khối lập phương bằng nhau. Chúng ta sẽ cùng đếm số lượng khối lập phương ở hình A. 1 2 3 và 4. Như vậy, hình A được tạo thành bởi 4 khối lập phương. Tới hình B thì sao? 1 2 3 và 4. Như vậy, hình B cũng được tạo bởi 4 khối lập phương như thế. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra điều gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ thấy ngay là thể tích của hình A sẽ bằng thể tích của hình B. Ngoài ra, cô có thể sắp xếp bốn khối hình lập phương thành hình như thế này. Khi đó, thể tích của hình C cũng sẽ bằng thể tích của hình B. Đó là cách chúng ta nhận ra được hai hình có thể tích bằng nhau. Để củng cố hơn, các con hãy cùng làm một số bài toán xuất hiện trên màn hình khi chúng ta xem bài giảng trên trang web olm.vn. Chúc mừng các con! Đó là cách chúng ta sẽ nhận biết một hình có thể tích lớn hơn, bé hơn hay là bằng thể tích của một hình khác. Bây giờ cô đưa ra ví dụ thứ ba. Ở đây cô có hình P bao gồm 8 khối lập phương như thế này. Cô sẽ tách hình P ra thành hai phần. Phần thứ nhất là hình M bao gồm 6 khối lập phương và thứ hai đó là hình N bao gồm hai khối lập phương. Khi đó rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng 6 cộng 2 bằng 8, nghĩa là thể tích của hình M cộng với thể tích của hình N thì sẽ ra thể tích của hình P. Hay là cách khác, chúng ta sẽ có thể tích của hình P sẽ bằng tổng thể tích của hình M và hình N. Vậy là bằng trực quan chúng ta có thể so sánh một cách tương đối thể tích của các hình, đồng thời biết được thể tích của hình nào sẽ bằng tổng thể tích của những hình khác. Với bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ cần nắm được như thế nào là thể tích của một hình cũng như cách các con sẽ dựa vào trực quan để so sánh một cách tương đối thể tích giữa các hình. Bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số đơn vị đo thể tích để có thể so sánh một cách tuyệt đối về hai thể tích với nhau. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của lm.vn.